Đợt lê tôi sắc chung với an xoa, xạ đen, cà gai leo, dạo cổ lam, cỏ ngọc và mật nhân, sắc chung như vậy có được hay không? Và uống chung như vậy thì có làm giảm đi công dụng của bạch tật lê hay không ạ? Chào bạn, trong trường hợp này thì bạch tật lê không nên sử dụng chung với những vị thuốc như là cỏ ngọc, xạ đen, an xoa, cà gai leo và dạo cổ lam. Bởi vì theo kinh nghiệm dân gian thì bạch tật lê là một vị thuốc có tác dụng là bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý. Nên chỉ sử dụng chung với những vị thuốc có tác dụng là bổ dương và bồi bổ sức khỏe. Bạn có thể sử dụng bạch tật lê dưới hình thức là sắc uống hoặc là ngâm rượu thì đều được. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn về công dụng cũng như là cách dùng bạch tật lê.